Một thời gian dài, sau khi ngừng khai thác các mỏ khoáng sản ở Cẩm Xuyên, Thạch Hà, nhiều vùng đất ven biển của các địa phương này đã trở nên khô cằn, cây cỏ cháy rụi, mùa mưa ngập úng, mùa hè thì không có nước nên nhiều diện tích đất bị bỏ hoang. Trước tình trạng này, với chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh, một số địa phương đã nỗ lực tập trung cải tạo đất, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất trồng rau củ quả trên cát, góp phần chống sa mạc hóa, cải thiện một phần đáng kể cuộc sống người dân. Gia đình ông Nguyễn Văn Định ở thôn Bắc Văn, xã Thạch Văn là một ví dụ. Năm 2014, ông được nhà nước hỗ trợ hệ thống tưới tiêu, phân vi sinh và giống để canh tác một hecta trồng lạc, dưa hấu, củ cải, cà rốt trên vùng đất cát bạc màu ven biển. Cùng với ông Định, có 30 hộ dân thuộc 4 tổ hợp tác của xã Thạch Văn có thu nhập bình quân mỗi hộ 30 đến 40 triệu đồng trên mỗi năm nhờ cách thức này. Trước đấy thì ở đấy thì cùng một bãi cát đúng là một bài cát trưa nặng là không đi được ừ. bây giờ thì cũng như cái khóa học rồi thì công nghệ tự tiến tiến thì chúng tôi cũng làm được một năm rồi thì bá vụ rau mau, đưa lại cái kinh tế thu nhập cho gia đình ổn định sau khi được nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thì đến nay có bốn tổ hợp tác sản xuất trên vùng đất cát hoang hóa bạc màu gồm 12,5 hecta rất hiệu quả mỗi năm là thu hoạch đến ba lượt cho thu nhập là một đợt như vậy là 68 đến là 70 triệu đồng trên một hecta. Lựa chọn những cây trồng phù hợp trên đất cát để phát triển kinh tế vườn hộ, đó là cách thức để các địa phương trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo, các hợp tác xã, người dân để phục hồi cải tạo đất đai, chống quá trình sa mạc hóa. Không chỉ ở những vùng đất đai khô cằn, mà tại những địa bàn có nhiều vườn tạp, hoang hóa, Vấn đề này cũng được cấp ủy chính quyền các địa phương đưa vào hoạch định cùng các chính sách xây dựng nông thôn mới để cải tạo đất, tránh tình trạng chai đất, khô đất, đất kém dinh dưỡng. Tại xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, bên cạnh nỗ lực cải tạo vườn hoang hóa, hình thành những vườn mẫu có giá trị kinh tế khá cao, địa phương còn thực hiện các mô hình kinh tế vườn hộ theo hướng hữu cơ để góp phần hạn chế tình trạng ô nhiễm đất đai, nguồn nước và bảo vệ sức khỏe người dân. Gừng, tỏi, ớt bá ngay là phun một lân là có như là rất thơm ví dụ như mình mà đau cúm mà đi vào đông với mặc mưa là uống cũng được việc gì ạ đó là một cái rất chi là 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 về nông nghiệp hữu cơ là rất tốt cho sức khỏe của con người người dân bởi cái quy định đó thì người dân đa như rất chi là, là thấm nhân vào máu thịt của người dân Cùng với đó, trong gần 13 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bên cạnh việc phục hồi đất, các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh còn tích cực thực hiện tiêu chí môi trường, góp phần bảo vệ an toàn môi trường, đất, nước như việc bố trí các lưu bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, xây dựng mô hình xử lý nước thải tại hộ gia đình với tỷ lệ khoảng 42%, thu gom vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt với tỷ lệ trên 80%. Việc thực hiện các tiêu chí môi trường góp phần tránh ô nhiễm môi trường đất, nước, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất. Để bảo vệ đất, chống trôi đất, sa mạc hóa vùng ven biển và chống biến đổi khí hậu, những năm qua, Hà Tĩnh đã chú trọng trồng rừng ngập mặn, nhằm hạn chế sự xâm lấn của nước biển. Đến nay toàn tỉnh đã có gần 900 hecta rừng ngập mặn, ngoài tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp thì những cánh rừng ngập mặn này được xem là lá chắn bảo vệ cho người dân trong mùa mưa bão, là nơi trú ngụ sinh sôi nảy nở của các loài tôm cá, thực sự là lá phổi xanh điều hòa khí hậu, góp phần hạn chế các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và bảo vệ sinh kế cho người dân. Hiện tượng hiện lạ biến đổi khí hậu nước biển à nó thay đổi theo mùa rồi cái nắng nóng cực đoan nên là quá trình trồng rừng bọn tôi thì rất cẩn thận quá trình là khảo sát rất là kỹ các cái điều kiện lập địa rồi thì cái, yếu tố cây cái giống để trồng cho phù hợp với các cái sinh cảnh ở rừng ngập mặn đó là cái quá trình trồng khảo sát từ cái điều kiện đồ mặn rồi điều kiện đất đai đến các cái biện pháp kỹ thuật như là phòng rào rồi trồng các cái cây xác định được cái các cái loại cây trồng những cái tráng, cái được để tiến hành trong rừng. Bằng nhiều hình thức trực tiếp và gián tiếp trong công tác bảo vệ môi trường, phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa, nhiều địa phương đã bước đầu nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng tỷ lệ sử dụng đất. Tuy nhiên, hiện Hà Tĩnh vẫn gặp không ít khó khăn trong việc nhân rộng phát triển các mô hình tại nhiều địa bàn. Đơn cử như dự án mỏ sắt Thạch Khê trên địa bàn huyện Thạch Hà sau nhiều năm tạm dừng khai thác đã mang lại những hệ lụy khó khắc phục, như việc bóc đất tầng phủ đã gây ra tình trạng tụt mạch nước ngầm, đất đai bị sa mạc hóa, nhiều diện tích đất phải bỏ hoang không thể sản xuất, nguồn nước sinh hoạt của hàng ngàn hộ dân các xã vùng bãi ngang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Để có nguồn nước ăn uống sinh hoạt, một số hộ dân tại thôn Thanh Long, xã Đỉnh Bàn đã phải đầu tư kinh phí khoan giếng và xây dựng các bồn chứa tại khu vực vùng núi móc để dẫn về cho các gia đình sử dụng. Tốn kém hàng chục triệu đồng, nhưng nguồn nước hiện nay vẫn chưa thể đảm bảo được dân đây tổ chức là nó dương ta như tạo vào điều kiện để dọc bờ rủ là lấy cái nguồn nước rủ về để mà cho dân sống đi cùng sinh hoạt thì lọc cùng bao nhiêu rồi bỏ mày lọc một thời gian rồi lọc cùng cho hứ luôn dự án xây dựng mô hình rau củ quả trên vùng đất cát bạc màu hoang hóa vùng ven biển Hà Tĩnh thời gian đầu triển khai dự án không chỉ góp phần cải thiện môi trường đất bảo vệ môi trường chống sa mạc hóa, mà còn tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về hướng phát triển kinh tế một cách hiệu quả và bền vững. Tính đến nay, tổng diện tích rau củ quả sạch an toàn trên đất cát hoang hóa bạc màu ven biển đã phát triển trên 20 hecta với quy mô 4 xã thuộc hai huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên. Tuy nhiên do khó khăn về kinh phí triển khai, đến nay nhiều vùng đất cát ven biển Hà Tĩnh vẫn chưa thể phủ xanh hoàn toàn. Điển hình như tại xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, trong số 100 hecta đất cát bạc màu, chỉ có 12,5 hecta giao cho người dân canh tác thì phát huy hiệu quả. Số diện tích còn lại giao cho công ty FLC thì vẫn đang bị hoang hóa. Hiện nay là một số là nhân nước giao cho là một số cái doanh nghiệp nhưng mà hiện nay là không sản xuất. Thứ hai nữa là một số là chưa được đầu tư hạ tầng cho nên là nhân dân vào sản xuất cũng rất khó. Thứ ba nữa là nhân nước cũng chưa giao cho nhân dân để là sản xuất. Do vậy đó, là cả trong cái à, thời gian tới đi mong sự là quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ của nhà nước và giáo cho nhân dân để sản xuất quản lý và tái tạo lại cái mảnh đất này. Thời gian qua với nỗ lực phục hồi đất chống hạn hán và sa mạc hóa, ngành tài nguyên và môi trường Hà Tĩnh đã tập trung một số biện pháp để bảo vệ môi trường đất như xử lý tồn dư thuốc bảo vệ thực vật theo quyết định số 1946 của Thủ tướng Chính phủ tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, nâng cao nhận thức và năng lực cho cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường tại các địa phương. Có một số giải pháp tận dụng nguồn đất màu mỡ dôi dư tại các dự án trọng điểm đang khai thác để bố trí cải tạo đất cát bạc màu vùng ven biển Hà Tĩnh. Đến nay, 6 trên 11 điểm tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật đã hoàn thành việc xử lý, một điểm đã xử lý sơ bộ. Bên cạnh đó, ngành đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh kịp thời phân bổ kinh phí triển khai thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu tại các địa phương. đối với ngành thì thời gian qua để hưởng cái chủ đề này thì đã triển khai thực hiện một số cái nội dung. thứ nhất là tăng cường công tác quản lý cái công tác phục hồi khai thác mỏ sau cái các cái đơn vị đã hết thời hạn khai thác mỏ thì phải phục hồi và trồng cái để bảo nhằm để bảo vệ môi trường cái khu vực mà hầu khai thác mỏ. Thứ hai nữa là cái, cái đầu tư các cái hạ tầng công trình thủy lợi để giam lưu giữ các cái nguồn nước để là phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất à, nông nghiệp cũng như là à, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. À, đối với các cái công trình mà phát triển hạ tầng à, giao thông để đưa cái đất mặt đó đến cái vùng để nhằm phục vụ là cái cải tạo đất ở vùng đó mà phục vụ cái phát triển cái tạo cái quỹ đất sản xuất nông nghiệp mới. Cùng với phát huy vai trò của ngành tài nguyên môi trường, các địa phương cần ra soát, phần loại, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường đất, điều tra đánh giá khu vực đất bị ô nhiễm, xây dựng và thực hiện kế hoạch xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất bị ô nhiễm theo quy định, chuyển đổi cây con phù hợp, từ đó sẽ đạt được hiệu quả kép vừa trồng suy thoái đất, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cho người sản xuất. Về lâu dài, các nhà hoạch định chính sách cũng cần quan tâm thực hiện và thu hút đầu tư các dự án kinh tế xã hội phù hợp quy hoạch tỉnh coi phục hồi đất chống hạn hán và sa mạc hóa là một phần không thể tách rời kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương